Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 86 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 86 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ, Diệp Húc nhét bạch cốt yêu thành vào trong tay của Tống Cao Đức. Tống Cao Đức cũng không hề từ chối. Hắn cũng biết bên trong ân khư vô cùng hung hiểm. Trong ba người bọn họ thì Diệp Húc tuy tu vi là yếu nhất nhưng thực lực lại là cao nhất. Mà Hiên Viên Quang tu vi cao nhất không chỉ có một món nguyên thần chi bảo. Hắn còn có các bảo vật khác nữa như chỉ Nam Sa, Hiên Viên Kiếm đều là những thứ phòng chế phẩm cấm bảo, uy lực cũng rất lớn. Kẻ yếu nhất chính là bản thân Tống Cao Đức. Bất kể là kiểu sát âm phong hay là thiên tội bia, nếu không có Diệp Húc thì hắn đã sớm chết rồi. Mà uy lực của bạch cốt yêu thành lại rất kinh người. Diệp Húc từng dựa vào bảo vật này tiêu diệt Lạc Già Sơn, quét sạch một đám cao thủ tam dương cảnh ở hải ngoại. Lúc này lại hấp thu hàng vạn xương cốt dưới thiên tội bia, uy lực tăng lên mấy lần liền. Món bảo vật này rơi vào tay của Tống Cao Đức, vô hình chung đã khiến cho thực lực của hắn nâng cao rất nhiều, đủ để đối chiến với cường giả dương thần kỳ. Đi, chúng ta lập tức động thân, đi tới ân khư tầm bảo nào. Diệp Húc đi trước một bước, bay lên phía trước. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang theo sát ở phía sau. Đột nhiên một tiếng kêu to cao vút chuyển đến. Tiếp theo không trung đột nhiên trở nên u ám. Diệp Húc ngẩng đầu, theo tiếng mà nhìn lại. Lập tức nhìn đến một cảnh tượng khiến hắn phải nghẹn họng, nhìn chân chối. Chỉ thấy, ở giữa đất trời mịt mờ, từng đám sương mù tan đi. Đột nhiên xuất hiện một con huyền điểu to lớn, không gì so sánh được. Con huyền điểu này bốn cánh che trời, rộng chừng ngàn dặm, vung cánh bay tới. Trên lưng huyền điểu đeo một tòa đại lục cực kỳ đổ nát. Trên đại lục có vô số cung điện, lầu các. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất chính là một tòa tháp cao mấy vạn trượng đứng sừng sững, giống như một cái thang trời thông qua nơi tối tăm khó lường. Nhưng lúc này đây, tòa tháp này chỉ còn một nửa khác đã không cánh mà bay. Bên trong tháp cao, vô số cây rễ to mọc ra. Những cây rễ đó giống như những dãy núi liên tiếp vô cùng là to lớn. Thông thiên tháp mà hoàng đế cuối cùng của đại thương trụ hoàng kiến tạo ra, còn có kiến mộc. Ánh mắt của Diệp Húc lập tức thẳng tắp. Hắn có thể cảm nhận được mộc tinh khí vô cùng dồi dào truyền đến. Tuy cách bọn họ mấy vạn dặm, nhưng mộc tinh khí tinh khiết lại khiến cho nguyên thần của hắn dục dịch. Con huyền điểu này bay giữa không trung, ánh mắt thê lương có vẻ vô cùng là cô độc. Nó không phải là huyền điểu chân chính, mà chỉ là tinh linh do ý chí bất tử của một hoàng triều ngưng tụ mà thành. Thiên mệnh huyền điểu, hằng nhi sinh thương. Huyền điểu kêu to vang vọng, trong thanh âm tràn đầy thê lương, dường như không cam lòng cho sự bại vong của đại thương hoàng triều vậy. Oanh một tiếng, trong cơ thể của nó một luồng tinh khí phóng lên cao, làm cho người ta phải run rẩy. Không ngờ lại vô cùng khủng bố, hùng mạnh vượt xa bất cứ một tên cao thủ nào mà Diệp Húc đã từng gặp, thậm chí vượt qua cả cường giả như là Ứng Tông Đạo. Chỉ sợ là dù Vu Hoàng giáng lâm cũng không có được loại khí thế khủng bố như nó. Huyền điểu với cánh một cái, chỉ thấy không gian như chiếc gương rầm rầm vỡ nát. Thiên địa dường như sắp quay về thời hỗn độn. Trước mắt ba người Diệp Húc một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ. Áp lực khủng bố kéo tới, ba người vội vàng tế khởi vu bảo bảo vệ quanh thân của mình. Không ngờ bọn họ vừa mới tế khởi vu bảo lên đã thấy áp lực chợt nhẹ, đất trời lại khôi phục thanh minh. Mà con huyền điểu và chiều ca cổ thành, phần còn lại của thông thiên tháp cùng với kiến mộc chi căn nó cõng ở trên lưng đều biến mất không thấy đâu nữa. Vận khí của chúng ta thật là không tệ, không ngờ có thể nhìn thấy chiều ca trong truyền thuyết kia. Hiên Viên Quang cũng thấy được thông thiên tháp và huyền điểu cùng với cổ thành ở dưới tháp, cực kỳ là hâm mộ. Hắn nói chiều ca bị thiên đế chấn áp,
thông thiên tháp bị đánh nát, được quyền điểu cõng ở trên lưng, ẩn nấp vào trong từng tầng không gian, thi thoảng mới lộ ra tung tích, rất ít khi bị người ta nhìn thấy kìa. Một vị gia chủ hiên viên gia ta đến chỗ này cũng không có cơ duyên chính mắt nhìn thấy Triều Ca. Thật không ngờ chúng ta lại có cơ duyên này. Đáng tiếc là không thể tự mình đến Triều Ca nhìn. Thiếu Bảo, nếu như chúng ta có thể bắt được con chim ngốc kia, khiêng tòa tháp đó về nhà, đó mới là chân chính phát tài kìa. Tống Cao Đức ngây ngô, vẫn còn như đang nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt lập tức đỏ lên. Sao? Bắt con hiền điều kia sao? Diệp Húc bật cười nói. Đừng nói là chúng ta, cho dù là mấy đại thánh địa đồng thời xuất động cũng chưa chắc có thể bắt được nó kìa. Sau khi huyền điều biến mất, một tòa cung điện hùng vĩ như tiên cung trên trời xuất hiện trước mắt bọn họ. Các cung điện dày đặc như sao trời, từng đám mây đen bao phủ phía trên những cung điện kia, bao phủ gần ngàn dặm. Vù vù, mây đen lướt qua nhổ tận gốc một ngọn núi nhỏ bên cạnh, nghiền nát ra, khiến cho Diệp Húc, Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang nhìn mà ra đầu run rẩy. Đây là A Tị ma khí, là thứ linh khí dơ bẩn nhất, dính một chút thôi đều rất là khó trừ bỏ. Hiên Viên Quang hiểu sâu biết rộng, cẩn thận mà nói. Mọi người cẩn thận, không có vũ sĩ nào dùng loại ma khí này tu luyện. Dù là thiên ma cổ ma, tuy cực kỳ kính trọng ma khí này, nhưng đều giữ khoảng cách với nó. Cái loại ma khí này có thể ăn mòn thân thể nguyên thần, chân nguyên của vũ sĩ. Một tia liền có thể đem vũ sĩ tu thành nguyên đan, hóa thành nước mù kìa. Tu vi tu sĩ đều hóa thành A Tị ma khí cả. Nơi đây đâu đâu cũng là cung điện đổ nát thiên lương, rách nát tung tóe. Những cột đá thật lớn gãy nứt, thành trì mênh mông cũng bị tàn phá đến không chịu nổi, dường như đang kể rõ trận chiến ngày xưa. Nơi này từng là một tòa binh doanh, có thể thấy được từ trong di tích. Tòa binh doanh này so với bất cứ hoàng cung nào ở trên đời cũng đều tinh mỹ hơn, tráng lệ hơn, hết sức là xa hoa. Chỉ thấy trên không trung không ít cung điện và cột đá đổ nát có điêu khắc những con huyền điểu bốn cánh cực lớn, tinh mỹ đến tuyệt luân. Đó chính là biểu tượng của đại thương. Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Truyền thuyết rằng hoàng thang đại nhất đại thương, mẫu thân người này ăn trứng một con huyền điểu bốn cánh mà mang thai sinh hạ ra hoàng thang. Bởi vậy huyền điểu trở thành biểu tượng và truyền thuyết của đại thương. Sau khi đại thương sụp đổ diệt vong, ý chí bất tử của hoàng triều này ngưng tụ thành tinh linh của huyền điểu, bay qua giữa đất trời, dường như đang muốn tìm kiếm phương thức kéo dài vận mệnh hoàng triều vậy. Cho nên vừa rồi con huyền điểu kia mới có thể kêu lên thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Nó hạ xuống, Triều Ca ra đời, kiến mộc cắm rễ, số mệnh đại thương hoàng triều nhờ vậy mới có thể kéo dài, hoàng triều này mới có thể tái sinh. Các người chú ý tới không, vừa giờ con huyền điểu đó dường như là không còn chân nữa vậy. Diệp Húc đột nhiên nói. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức cẩn thận nghĩ lại, trong lòng không khỏi rùng mình. Con huyền điểu to lớn không gì sánh được kia quả thật là không có hai chân. Hai chân của nó như là đã bị người ta chém đi vậy, chỉ có thể không ngừng mà bay lên không trung, ngày qua ngày, năm qua năm, vĩnh viễn cũng không thể hạ xuống. Thiên đế thật là độc ác à? Diệp Húc lẩm bẩm nói. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức im lặng không nói. Con huyền điểu này chính là ý chí bất tử của đại thương, thực lực của nó có thể so với vua hoàng. Người có thể chém đứt hai chân con huyền điểu này chỉ sợ là chỉ có nhân vật như thiên đế mới có thể làm được. Thiên đế chặt bỏ hai chân của huyền điểu khiến nó phải bay mãi mãi. Lời tiên đoán thiên mệnh huyền điểu, hàng ma sinh thương sẽ vĩnh viễn không thực hiện được. Số mệnh đại thương hoàng triều vĩnh viễn không thể nào mà kéo dài được nữa. Đột nhiên bên trong thành trì phía dưới mây đen truyền đến tiếng vang dữ dội, dường như có người đang ra thủ trong thành. Chẳng lẽ có người phát hiện ra thứ tốt trong thành, đang chém giết lẫn nhau mà tranh đoạt hay sao? Diệp Húc tâm khẽ động, lập tức liếc Kim Viên Quang và Tống Cao Đức một cái. Ba người lập tức tiến vào trong thành, theo tiếng mà đi. Ba người đi vào trong thành rồi mới thấy được tòa thành trì này thật lớn, thật là xa hoa. Mà nơi này mới chỉ là một tòa trong trăm tòa, 800 tòa binh doanh của đại thương. Trên đỉnh đầu bọn họ, mây đen càng lúc càng dày, càng ngày càng chìm xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống sang nơi này thành đất bằng vậy. Diệp Húc dọc theo con đường xưa cũ này chạy như bay, chỉ thấy trên đường thi thoảng lại có một hai thi thể, xem trang phục hẳn là cao thủ thiên sách phủ, không biết duyên cớ gì lại xảy ra tranh chấp với người khác chết ở nơi đây. Ồ, hơi thở sinh mệnh thật mãnh liệt, mộc tinh khí thật nồng đậm. Tinh thần của Diệp Húc rung lên, đột nhiên cảm giác được một dòng mộc tinh khí đặc đến cực điểm truyền đến từ chỗ sâu trong tòa thành này, lập tức tăng tốc độ bay vút vào trong trung tâm thành. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức
theo sát phía sau của hắn. Ba người đi qua mấy trăm dặm, cuối cùng đi đến trung tâm của tòa binh doanh. Chỉ thấy phía trước là một quảng trường rộng lớn trăm dặm, vô cùng bằng phẳng. Ở trung tâm dựng thẳng một cái đài bái tướng. Chỉ thấy nơi đây có mấy ngàn bộ hài cốt đổ rạp, hắc khí ngút trời. Mà trên đài bái tướng, một bộ hài cốt cực kỳ cao lớn ngồi trên bảo tọa tướng quân, bàn tay xương khô nắm lấy một thanh kiếm lớn lạnh lẽo, đầu cúi xuống. Bàn tay xương khô phải nắm lấy một tấm khiên, trên mặt khắc long văn như có một con chân long đang bơi trên bên giữa tấm chắn vậy. Kiến Mộc Long Trương, chính là Kiến Mộc Long Trương. Diệp Phúc khẽ ngưng ánh mắt lại. Tấm Kiến Mộc Long Trương này tràn ngập mộc tinh khí nồng đậm, so với tấm mà Đặng Nguyên Giác giao cho Ngụy Hiên kia còn đặc hơn, to hơn không ít. Ồ, không chỉ có một tấm Kiến Mộc Long Trương đâu. Ánh mắt của Hiên Viên Quang sáng ngời, thất thanh mà nói. Diệp Phúc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hàng ngàn bộ hài cốt phía dưới, trên mỗi một bộ đều có một tấm Kiến Mộc Long Trương, có đến mấy ngàn tấm, quả thực là một con số khổng lồ. Từng dòng A Tị Ma khí từ trên cao hạ xuống, hóa thành từng cột khí, đánh đến những tấm Kiến Mộc Long Trương này, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà trên bái tướng đài, tấm Kiến Mộc Long Trương trong tay bộ hài cốt cực lớn kia lại thu hút một cột hắc khí to vài dặm. A Tị Ma khí không ngừng tuôn vào trong Long Trương, hơi thở sinh mệnh mà Long Trương tản ra lại càng thêm đậm đặc. Kiến Mộc Long Trương không được thúc giục, tuyệt đối không thể tản ra hơi thở sinh mệnh nồng đặc như vậy được. Diệp Phúc thấy cảnh tượng đó, trong lòng nghiêm nghị. Chỉ thấy chủ nhân của Long Trương, những binh lính đại thương đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, xương cốt dần dần rung động, từng tia máu thịt theo thân hình bọn họ dần dần mọc ra. Những máu thịt đó chính là do A Tị Ma khí sinh cơ trong Kiến Mộc Long Trương hỗn hợp mà thành, đen như mực vậy. Chỉ thấy tốc độ khôi phục của bộ hài cốt trên bái tướng đài kia là chậm nhất, mọc ra những tấm thịt nát lẻ loi. Không xong rồi, chúng ta xâm nhập quân doanh cấm quân đại thương, mau đi. Sắc mặt của Hiên Viên Quang kịch biến, thất thanh mà nói. Những xương cốt nơi đây tất cả đều là cấm quân bảo vệ hoàng cung. Bọn họ khi còn sống thấp nhất đều là đại vua tam thần cảnh, mà thống lĩnh cấm quân là cường giả tam bất triệt cảnh đỉnh phong. Bọn họ đang dùng sức sống của Long Trương để mà sống lại, hóa thành thi binh. Đợi khi bọn họ sống lại tất cả, chúng ta có muốn chạy cũng không được nữa kìa. Lúc này Thái Tử Hỷ và đám cao thủ Thiên Sách Phủ đã bị hơn 10 thi binh đại thương sống lại vây quanh, phát sinh ra chiến đấu kịch liệt. Những cấm quân đại thương sống lại đó không có linh hồn nguyên thần, bọn chúng chỉ dựa vào bản năng trời sinh mà tác chiến. Tuy rằng không có nguyên thần, nhưng sức sống mà Kiến Mộc Long Trương cung cấp cho bọn chúng không gì sánh nổi. Mà A Tị khí thì thay thế cho tu vi bọn chúng, làm cho pháp lực của bọn chúng không hề kém trước đây. Hơn nữa, ma khí trong cơ thể bọn chúng giỏi về ô nhiễm chân nguyên, kẻ khác quả thật là không gì địch nổi. Những cấm quân thi binh sống lại đó uy lực khi ra tay thật lớn, một chiêu đánh ra so với đại vu tu thành nguyên thần còn mạnh hơn, đánh cho không trung run lên. Mười mấy tên cao thủ trẻ tuổi này mà Thái Tử Hỷ dẫn đến lần này đã chết đi chỉ còn lại 7-8 người. 9 con dao long của Thái Tử Hỷ đều bị đánh cho vỡ nát. Mấy tên còn sót lại được Thái Tử Hỷ hộ tống ở phía sau. Chỉ thấy hắn cầm một cây thương thật lớn, hẳn là cực phẩm trong nguyên thần chi bảo. Bên trong không chỉ có một cái nguyên thần, uy lực mạnh đến cực điểm. So với Bác Lãng Thiên Trùy và Thanh Đồng Thú Hoàn mà Diệp Phúc từng thấy đều mạnh hơn hẳn. Thái Tử Hỷ dốc hết sức đối kháng hơn 10 tên thi binh cấm quân, chiêu thức đại khai đại hợp, uy mãnh vô ngần, đánh nát công kích của đám thi binh, thậm chí có công có thủ, một thương liền đâm thủng đầu một gã thi binh. Thực lực của hắn ta hùng mạnh vô cùng, không hổ là cao thủ xuất chúng trong những cao thủ trẻ tuổi. Hành động này tương đương với chống lại sự vây công của hơn 10 vị đại vua, không ngờ không hề xuống thế hạ phong. Tuy nhiên, tên thi binh bị hắn đâm thủng đầu kia không chết, ngược lại, miệng vết thương trên trán nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục chiến đấu. Diệp Phúc thế tâm liền trầm xuống thầm nghĩ. Những thi binh đó ngay cả thần quang trong mắt, đệ nhất thần sát của ta cũng không đối phó được. Bọn chúng vốn không có nguyên thần, thần sát cũng không sợ chém giết. Hơn nữa còn có Kiến Mộc Long Trương, đệ nhất thần sát của ta e là cũng không thể công phá được phòng ngự của Long Trương kia. Đột nhiên lại có một thi cốt cấm quân sống lại, gia nhập vào chiến đoàn. Nó hẳn là đầu mục trong cấm quân. Yết hầu phát ra tiếng ô ô, lập tức những thi binh đó đồng loạt thối lui, tạo thành trận thế. Sắc mặt của Thái Tử Hỷ khẽ biến. Vừa rồi đám thi binh này tuy dũng mãnh, nhưng công kích loạn xạ bọn họ còn có thể ứng phó. Lúc này đây, chúng có chỉ huy tạo thành trận thế,
thực lực của đám thi binh đó tất nhiên là hung mãnh gấp trăm lần, càng khó đối phó hơn. Huống chi hải cốt cấm quân nơi đây ước chừng có hơn nghìn cái, nếu mấy ngàn đại vu sống lại, dù là Thái Tông Hoàng đế đến đây, chỉ e rằng cũng phải nuốt hận mà thu chàng tại chỗ. Ông một tiếng, mười cỗ thi binh đồng loạt tế khởi kiến mộc long trương, chỉ thấy tấm long trương đó hóa thành cự thuẫn, giống như những lục địa di động ở trên không trung, trong đó cự mộc che trời điên cuồng sinh trưởng, phong ấn tất cả đám người Thái Tử Hỉ ở bên trong lại. Mặt thuẫn, những con thanh long bơi qua bơi lại, thúc giục long trương, hoàn toàn phong ấn đám người Thái Tử Hỉ. Lập tức hơn 10 tên thi binh ngửa mặt lên trời hét to, chỉ thấy từng dòng a tị ma khí từ trên mây đen rầm rầm hạ xuống, đánh vào bên trong long trương. Không ngờ những thi binh đó định dùng a tị ma khí luyện hóa hết đám người Thái Tử Hỉ. Linh cứu thanh đăng tế. Thái Tử Hỉ rốt cuộc cũng dùng đến vu bảo áp đáy hòm của mình, chỉ thấy một cái đèn xanh từ trong mi tâm của hắn dâng lên, ngọn đèn đột nhiên bốc lên, vù một tiếng hóa thành lửa cháy hừng hực, đốt rụp hư không. Tất cả kiến mộc long trương rơi vào trong loại đại hỏa này, két một tiếng liền bị đốt cháy. Thậm chí a tị ma khí cũng bị đốt cháy sạch sẽ thành hư ảo. Trong chớp mắt, một tấm kiến mộc long trương trong đó bị linh cứu thanh đăng đốt ra một cái động lớn. Thái Tử Hỉ sắc mặt trắng bệch, bọc lấy mọi người gào thét bay ra, cố lấy linh cứu thanh đăng thổi đi, lại là đại hỏa che trời phủ đất trào ra, bao phủ 10 tên thi binh kia lại. Loại đại hỏa này cương mạnh đến cực điểm, không ngờ một ngọn lửa liền luyện hóa hơn 10 tên thi binh cấp bậc đại vua tam thần cảnh thành tro. Lửa cháy hừng hực, thậm chí hư không đều bị đốt cháy, xuất hiện một cửa động tối om. Là cái thanh đăng của chiếc quan tài đen trong cổ quân lân thánh địa kia. Tống Cao Đức nhìn đến thanh đăng trong tay Thái Tử Hỉ, thất thanh mà nói. Diệp Phúc trong lòng nghiêm nghị cũng nhận ra chiếc đèn trong tay Thái Tử Hỉ kia quả thật đúng là cái đèn trên nắp quan tài đen bay ra khỏi Nam Thiên Môn. Thật không ngờ, uy lực chiếc đèn này lại lớn đến như vậy, ngay cả hư không đều có thể đút sụp được. Đại vô cũng không thể chống lại, nhưng thúc giục nó chỉ sợ là tiêu hao rất lớn, lấy tu vi của hắn ta cũng không thể thúc giục vài lần được. Diệp Phúc thầm nghĩ. Thái Tử Hỉ luyện hóa 10 tên thi binh kia thành tro, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên thúc giục linh cứu thanh đăng khiến cho hắn tiêu hao trầm trọng. Hắn lấy một tay chụp tới tấm kiến mộc long trương này, mà lại vào lúc này chỉ thấy bên cạnh có một bàn tay to chụp tới, bắt lấy hơn phân nửa kiến mộc long trương nhẹ nhàng mà ôm đi. Là kẻ nào dám vút sâu hùm vậy? Thái Tử Hỉ dù tu dưỡng có tốt đến đâu đi chăng nữa, giờ phút này cũng không nhịn được nổi giận, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Diệp Phúc quanh thân bao phủ kim quang, trường thanh cười to bọc hai tên trẻ con 6-7 tuổi gào thét bay tới, chụp tới tấm kiến mộc long trương khác. Ồ, Thái Tử Điện Hạ, đa tạ đã ban thưởng hậu hĩnh, Tống Mỗ sẽ lĩnh một ân tình này của ngươi. Diệp Phúc thu hơn phân nửa kiến mộc long trương vào trong túi, cười ha hả mà nói. Thái Tử Hỉ tức đến cả người run run, lập tức thu hồi tấm kiến mộc long trương khác, đang định đối phó với Diệp Phúc, đột nhiên lại có mấy tên thi binh sống lại mà đánh tới hắn. Không xong, thúc giục linh cữu thanh đăng khiến tu vi của ta hao tổn quá nhiều rồi. Nếu như thúc giục thêm lần nữa thì một thời gian dài đều khó có thể khôi phục tu vi, không thể ham chiến được. Hắn ta vội vàng lắc mình, mang theo đám người thiên sách phủ mà rời đi, tránh né đám thi binh đang đuổi giết. Đại bộ phận tu vi của hắn đều tiêu hao khi thúc giục linh cứu thanh đăng, nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ e rằng sẽ chết ở đây, huống chi còn có một kẻ như Diệp Húc rình ở bên cạnh, tiếp qua một lát nữa thì muốn chạy cũng đều không được. Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang, còn có tên không biết tên kia nữa, các người dám đắc tội với ta, các người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lần này ta trở về đại đường, ra lệnh một tiếng thôi, mấy trăm môn phái, mấy ngàn thế gia, vô số vu sĩ đại đường, tất cả sẽ lấy đi đầu của ba tên các ngươi. Thanh âm phẫn nộ của Thái Tử Hỉ truyền đến, lao vụt đi, chỉ thấy mấy tên thi binh kia vẫn đuổi theo không bỏ. Tống Cao Đức nghe vậy liền khóc không ra nước mắt. Còn Diệp Phúc oai phong lẫm liệt, cao giọng mà quát: Thái Tử Hỉ, đại trượng phu dám làm dám chịu, là ta đoạt kiến mộc long trương, có giỏi ngươi xông đến một mình Tống Cao Đức ta đi. Ở bên người của hắn, Tống Cao Đức rơi lệ đầy mặt, run giọng mà nói: Diệp huynh, đừng nói nữa đi, ta xin ngươi, xin ngươi mà. Diệp huynh, tiểu đức tử khóc gì kìa? Hiên Văn Quang cười ha ha nói. Đột nhiên sắc mặt của hắn cãi biến, hấp tấp mà nói: Diệp huynh, chúng ta tốt nhất nhanh chóng rời đi, tốc độ sống lại của đám thi binh đó càng lúc càng nhanh, nếu như chậm một bước nữa sẽ bị bọn chúng vây công chết cực kỳ thê thảm, mà thậm chí tên tướng quân cấm quân trên bái tướng đài kia
cường giả tuyệt thế Tam Bất Triệt Cánh cũng đều sống lại, sắp sống lại rồi kìa. Diệp Phúc dùng mình cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ thể hàng trăm hài cốt trên sa trường đều đã hoàn toàn mọc đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy phát động công kích với họ. Mà ở trên bái tướng đài, tên tướng quân kia trên cơ thể vẫn từng sợi cơ bắp mọc ra. Ma khí thô to vài dặm vẫn cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong tấm kiến mộc long trương cực lớn kia. Sức sống chuyển đến từ tấm kiến mộc long trương kia chất chứa mộc tinh khí nhiều gấp mấy trăm lần tấm mà Diệp Phúc vừa mới đoạt được. Không chỉ như thế, Diệp Phúc có thể cảm nhận được uy năng của tấm kiến mộc long trương kia lại càng to hơn những tấm khác. Chỉ sợ là tên cao thủ cấm quân đại thương đã chết không biết bao lâu này, dùng tinh khí bản thân tế luyện vu bảo, e là một cái bất diệt chi bảo cùng cấp bậc với thân thể vệ chăn. Hơn nữa, thanh kiếm dày đặc hàn khí trong tay bộ hài cốt cực lớn kia cũng không phải là vu bảo bình thường, chỉ e cũng là bất diệt chi bảo. Thừa dịp hắn ta còn chưa có sống lại, lấy đi long trương và cự kiếm của hắn ta trước vậy. Diệp Phúc dùng hai tay lên, dứt bỏ Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang ra xa, lập tức tiến khởi thuyền buồm phóng đến tướng quân đài ở phía dưới. Thân hình của hắn cực nhanh, gào thét lên đi đến tướng quân đài, giơ tay chộp tới tấm kiến mộc long trương kia. Ồ, thật là nặng. Diệp Phúc nắm lấy, gần như không thể nhấc được kiến mộc long trương lên. Lúc này, động tu vi toàn thân, vu bảo gia trì, cuối cùng cũng nhấc được long trương lên. Hắn tới khởi ngọc lâu, đang định đưa tấm kiến mộc long trương này vào trong, đột nhiên bộ hài cốt cực lớn phía dưới khẽ nâng tay, bắt lấy đáy long trương. Diệp Phúc trong lòng kinh hoàng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ của bộ hài cốt kia phát ra tiếng vang răng rắc, ngẩng cái đầu lên, trong hốc mắt hiện ra hai đám minh hỏa u tối. Của ta. Trong cổ họng hài cốt phát ra giọng nói khàn khàn. Của ta. Diệp Húc dùng hết khí lực toàn thân, dùng sức kéo ra, bàn tay xương cốt kia to như núi, không hề động đậy. Là của ta. Bộ hài cốt mở cái mồm to ra, miệng đầy răng nhọn, giống giận với hắn. Mênh mông khí lãng tạt vào mặt, gần như ném Diệp Húc đi vậy. Dám đoạt của ta, dám đoạt với ta, người có biết tội của ngươi không? Người có biết tội không? Diệp Húc khừ lại một tiếng, thiên tội bia từ trong ngọc lâu ầm ầm hạ xuống, đặt lên đỉnh đầu của hài cốt tướng quân, tấm quân đại thương này, lập tức liền ép hắn ở dưới bia. Tấm bia đá vừa mới xuất hiện, lập tức chữ tội đầm đìa máu tươi trên bia đột nhiên phóng hào quang ra, một luồng uy áp mênh mông phát ra từ trên tấm bia đá. Chỉ nghe thấy một thanh âm cực kỳ trầm trọng tăng thương, chậm rãi mà nói: "Tội nhân." Tấm kiến mộc long trương trong tay bộ hài cốt kia bị bỏ ra một bên, Diệp Phúc của vàng thu lấy, đang định thu nốt cực kiếm vào trong túi. Hắn đột nhiên cảm giác được một tia hơi thở dị thường. Toàn bộ sa trường đột nhiên yên tĩnh xuống, không nghe thấy chút tiếng động nào, thậm chí cả tiếng răng sắc phát ra ở bộ hài cốt đang định sống lại này cũng biến mất không thấy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sa trường mấy ngàn bộ hài cốt lúc này đang đứng hết cả lên, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng thiên tội bia kia. Có tội. Bộ hài cốt tướng quân đại thương bị ép dưới thiên tội bia kia phát ra tiếng cười ô ô, hai tay đỡ mặt đất, chậm rãi đứng dậy, cứng rắn khiêng thiên tội bia lên, khàn khàn cười to mà nói: Có tội. Đại thương ta vô tội, tội ở trời xanh, bởi vậy đại thương ta phải phạt trời, nghịch thiên mà đi, thay thiên lập mệnh. Diệp Húc giởn hết cả tóc gáy. Hắn vốn tưởng thiên tội bia sẽ chấn áp hết đám hải cốt đang định sống lại kia, lại không ngờ rằng tấm bia này vừa mới xuất hiện đã kích khởi trái tim chung mối thù của những tướng sĩ đại thương đã sớm tử vong kia. Đây là một đám người nghịch thiên mà đi, tính toán lật đổ thiên đế, thành lập một thiên đình mới. Hoàng trụ trở thành thiên đế mới, thông thiên tháp sừng sững giữa thiên đình và nhân gian, trở thành thông đạo nối liền với người và trời. Dù cho bọn họ đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm, quá khứ ít nhiều năm tháng, niềm tin đó vẫn in trong xương cốt của bọn họ, chưa từng thay đổi. Bọn họ đáng được kính nể, đáng được tôn trọng. Tấm bia này các ngươi muốn phá nó, ta liền thay các ngươi lấy đi vậy. Diệp Phúc vội vàng thu hồi thiên tội bia, tế khởi thuyền buồm, trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, lao vụt đi. Ở phía dưới, hài cốt tướng quân đại tướng kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt u tối nhìn thẳng hắn, lập tức tay phải cầm kiếm vung lên, chỉ thấy trong thiên địa lập tức một mảnh trắng xóa. Một đạo kiếm khí ngang trời dài đến mấy trăm dặm bức thẳng phía sau Diệp Húc. Xoẹt một tiếng, kiếm khí cắt ra trời cao, đánh thẳng đến giữa lưng của Diệp Húc. Hư không phía sau của hắn như đậu phụ bị một kiếm cắt ra.
Tướng quân cấm quân Đại Thương khi còn sống chính là tuyệt thế cường giả Tam Bất Diệt Cảnh, ra tay dũng mãnh, vượt qua Diệp Phúc tưởng tượng. Một kích này của hắn, ngay cả người như Thái Tử Sơ, Thái Tử Hỷ đều có thể dễ dàng đánh chết. Không hề có sức phản kháng, chỉ có cường giả Tam Bất Diệt Cảnh cùng người đứng đầu các đại thánh địa mới có thể tiếp được một kích này. Tốc độ kiếm khí của hắn so với thuyền buồm của Diệp Phúc còn nhanh hơn gấp mấy lần. Một kiếm chém tới, một khắc liền đi tới phía sau Diệp Phúc. Không xong rồi, không thể cản nổi. Diệp Phúc dùng mình trong lòng. Chính vào lúc này, đột nhiên thân hình của vị tướng quân Đại Thương kia, máu thịt trên xương cốt kia ra một tiếng, liền tản ra, rơi xuống đất. Mà hắn ta thì bùng một tiếng, ngã sấp xuống bãi tướng đài, xương cốt tan rã, không thể tiếp tục đứng dậy được nữa. Kiến Mộc Long Trương của ta bị tiểu tử này cướp đi, chưa kịp hoàn thành sống lại. Trong hốc mắt của hắn toát ra liệt hỏa hừng hực, phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy đạo kiếm khí kia đã không có sự khống chế của hắn, sát sau lưng Diệp Húc tà tà bay ra, bắn xuyên hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Kiến Mộc Long Trương của hắn bị Diệp Húc cướp đi, chưa kịp hoàn thành việc sống lại, đạo kiếm khí phát ra này liền tiêu hao sạch sẽ tất cả tu vi do A Tị Ma khí hóa thành, làm cho không thể một kiếm mà chém chết Diệp Húc được. Diệp Húc khẽ thở phào nhẹ nhõm, một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút ấm, vừa vàng giơ tay sờ, chỉ thấy máu tươi đầy tay. Một kích này của vị tướng quân cấm quân Đại Thương kia tuy không chém chết hắn, thế nhưng kiếm khí vẫn đâm phá da của hắn, cơ thể của hắn chút chút nữa đưa hắn từ trên xuống dưới một kiếm cắt ra. Thật nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Diệp Húc lòng còn sợ hãi, sự mạnh mẽ của đại vu Tam Bất Diệt Cảnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn, chỉ một đạo kiếm khí thôi đã đuổi giết mấy trăm dặm, phá vỡ thân thể hắn giống như cắt đậu phụ, không hề khó khăn. Phú quý chỉ có từ trong gian khó, thế nhưng lần này mạo hiểm thật sự quá lớn rồi. Hơi vô ý một tí thôi thì sẽ bị kiếm khí cắt ta thành hai nửa mất rồi. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang hai người đang cùng bay tới, khẩn trương vạn phần, vội vàng mà nói. Thương thế của ta cũng không đáng lo ngại đâu. Thiếu Bảo, đáng lo ngại ở phía sau kìa. Tống Cao Đức sắc mặt như đất, hồn hển mà nói. Diệp Phúc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở trên không tòa binh doanh cấm quân đằng xa kia, mây đen do A Tị Ma khí hình thành giống như là lốc xoáy. Dưới lốc xoáy là một cột khí vô cùng to, điên cuồng đánh xuống xa trường, tuôn vào bên trong cơ thể của tên tướng quân. Hàng ngàn tên thi binh cấm quân nhất tề tế Kiến Mộc Long Trương của bọn chúng lên, giúp tướng quân của bọn chúng sống lại mà đuổi giết Diệp Húc, đoạt lại Kiến Mộc Long Trương của mình. Ở trong mắt người khác, Kiến Mộc Long Trương là một món vũ bảo do mộc tinh khí ngưng tụ mà thành, còn có không ít bảo vật có giá trị sánh ngang với Kiến Mộc Long Trương, cũng có không ít bảo vật giá trị ở trên cỏ mộc tinh khí, mà trong mắt quân sĩ đại thương lại có ý nghĩa vinh quang cả đời bọn họ, là hoàng đế ban tặng, bất cứ bảo vật nào cũng không thể thay thế được, bởi vậy phải đoạt lại. Đám này quả thật lã mồn không tan mà, vì một tấm Kiến Mộc Long Trương đến nỗi phải đuổi giết không tha như vậy hay sao? Sắc mặt Diệp Phúc có chút khó coi. Bất cứ kẻ nào bị một gã đại vu Tam Bất Diệt Cảnh đỉnh phong sắp sống lại đuổi giết, sắc mặt cũng không hề đẹp. Tên đại vu này một kiếm chém tới liền đã khủng bố như vậy, nếu hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh rồi thì không biết sẽ biến thái đến mức độ nào đây. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng liền hoảng sợ. Mau, đi mau. Diệp Húc trước tiên bước về phía trước, trầm giọng mà nói. Kẻ đó khi còn sống tu vi thực lực quá hùng mạnh, hoàn toàn sống lại còn cần không biết bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Hiền Viên huynh, huynh có biết nhược điểm và khiếm khuyết gì của đám thi binh cấm quân sống lại đó không? Hiền Viên Quang lắc đầu, thấp giọng mà nói. Điều này ta chưa từng nghe nói qua, chỉ biết là bọn chúng không thể rời ân khư nửa bước được. Chỉ cần chúng ta rời khỏi ân khư, chúng cũng không thể làm gì được ta kìa. Chúng ta vừa mới vào ân khư, sao có thể rời đi như vậy được? Diệp Húc lắc đầu, không chấp nhận đề nghị này. Đám người kia sau khi chết trong cơ thể còn có ý chí khi còn sống, có thể dựa vào Kiến Mộc Long Trương để sống lại, ta cũng chưa nghe thấy bao giờ. Hiên Viên Quang đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn cười nói. Ta có ý này. Những cấm quân đó ở trong ân khư không kiêng nể gì cả, nhưng chỉ có một nơi bọn chúng không dám đi. Là nơi nào vậy? Tống Cao Đức vui vẻ hỏi. Hiên Viên Quang trầm giọng nói. Nơi đó chính là Thương Hoàng Cổ Mộ. Trong Thương Hoàng Cổ Mộ mai táng nhiều thế hệ Hoàng đế Đại Thương, chính là nơi yên nghỉ của Hoàng đế Đại Thương. Chỉ có nơi đó thì đám thi binh này mới không dám tiến vào thôi. Hắn giơ tay chỉ về phía trước nói. Diệp huynh, Tống huynh, nơi đó chính là Thương Hoàng Cổ Mộ. Diệp Húc nhìn theo hướng ngón tay của hắn, chỉ thấy ở một nơi xa xa,
những dãy núi lên xuống như một đàn rồng nằm đó bảo vệ xung quanh một ngọn núi lớn. Trên không dãy núi đó, không biết bao nhiêu long khí dài đến ngàn dặm bơi xung quanh bồ địa được xây dựng vô cùng tráng lệ này. Những long khí đó đều hùng mạnh hơn bất cứ một con chân long nào mà Diệp Phúc đã nhìn thấy. Chỉ hơi thở thôi đã vượt qua yêu long tam thần cảnh, tam thương cảnh rồi. Phòng trường là thiên long tu luyện đến tam bất diệt cảnh mới có thể sánh ngang với đám long khí đấy. Diệp huynh, nhiều thế hệ thương hoàng đại thương đều mai táng ở nơi này. Hiên Viên Quang trầm giọng mà nói, hoàng đế đại thương chưa bao giờ tự xưng là hoàng mà là tự xưng là đế, đế trong thiên đế, như là đế thăng, đế canh, đế giáp, đế tân. Những mộ địa này đều là mộ địa nhiều thế hệ thương hoàng. Diệp Phúc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, không khỏi rung động vì cảnh tượng ở trước mắt này. Đại thương từ hoàng thang đến hoàng trụ có tổng cộng 31 vị hoàng đế, mà thương hoàng của mộ Ân Khư ước chừng có 30 tòa mộ lớn. Hoàng đế đại thương chiếm cứ số mệnh thiên hạ, cướp đoạt của cải thiên hạ, có được tài sản không thể tưởng tượng được, chiếm lấy nhiều tài nguyên như vậy, bởi vậy mỗi một vị đều là nhân vật cấp bậc vua hoàng. Đại thương là hoàng triều thịnh vượng hơn cả đại hạ, cũng tức là nơi đó ước chừng có 30 tòa vua hoàng của mộ. Chỉ có vị thương hoàng cuối cùng, trụ hoàng đế Tân, không mai táng ở trong này, mà là táng thân ở trong triều ca cổ thành, đeo trên lưng huyền điểu bên trong thông thiên tháp. Vị gia chủ Hiên Viên gia nhà ta từng rơi vào nơi đây, cũng không phải là thăm dò triều ca rồi bị nhốt, mà là tiến vào đế canh của mộ, bị nhốt ở trong tòa của mộ đó. Nếu không phải cao tầng trong gia tộc đúng lúc mang theo cấm bảo đến cứu, thì ông ta gần như đã bị luyện hóa trong đó rồi. Hiên Viên Quang trầm giọng nói, tuy nhiên văn tự vị gia chủ kia để lại có ghi chép rằng trong đế canh của mộ của cải vô tấn làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được, gần tương đương với của cải của một thánh địa. Hơn nữa bên trong chẳng chịt cấm chế, nhiều không đếm xuể. Cấm chế ở chỗ sâu bên trong thì có thể dễ dàng luyện hóa một kẻ đứng đầu thánh địa. Ngoại trừ những cấm chế đó ra, trong mộ địa dường như có một thứ thần bí nào đó bảo vệ của cải của đế canh, dường như đang chờ đợi vị hoàng đế này sống lại vậy. Vậy thì chúng ta còn chờ cái gì nữa đây? Tống Cao Đức vui mừng phấn chấn bay trước đến thương hoàng của mộ do quần long bảo vệ. Hắn cười nói, lão tử đã nghe thấy bảo bối của thương hoàng đang kêu gọi ta rồi. Diệp Phúc không khỏi lắc đầu, cùng với Hiên Viên Quang bay lên, bay đi hướng thương hoàng của mộ. Hiên Viên Quang cao giọng nói, Tống huynh chậm một chút đi, thương hoàng của mộ cực kỳ hung hiểm kìa. Vù, trong đám núi phía dưới đột nhiên chuyển đến dao động dữ dội. Một gốc mộc trượng vù một tiếng liền mọc ra, hóa thành một gốc cự mộc trụ lùi che trời. Vô số thái dương chân hỏa trên mộc trượng thiêu đốt sạch. Oanh, cây mộc trượng cực lớn này lại vù một tiếng nện xuống, chấn cho đám núi rung lên. Lập tức một cây kim bổng lại to lớn như vậy dâng lên, va chạm dữ dội với mộc trượng, áp chế mộc trượng xuống, nện mạnh lên trên ngọn núi. Ngọn núi kia lập tức vỡ nát, bị san thành đất bằng. Ai đang giao thủ bên dưới vậy? Tống Cao Đức vội vàng dừng lại, cúi đầu mà nhìn xuống, chỉ thấy một con bạo viên lông trắng cao trăm trượng cầm kim bổng ở trong tay, đang ác chiến trong dãy núi với một thanh niên khôi ngô có dáng người tương tự, đánh cho dãy núi nứt ra, nước sông ngừng chảy. Phủ tăng trưởng, Diệp Phúc chớp động tầm mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bốn gã tộc nhân khoa phụ tộc đứng cách đó không xa, khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Công và cao thủ bản tộc giao chiến, thấp giọng mà nói, là cao thủ khoa phụ tộc đang giao thủ với Viên Thiên Công. Ồ, khoa phụ tộc cũng có cao thủ tiến vào Ân Khư hay sao? Hiên Viên Quang cả kinh trong lòng, trầm giọng nói, nghe nói vũ sĩ thế gia ma đạo này tu vi đều cực kỳ hùng mãnh, thực lực bộ tộc khoa phụ gần như có thể chống lại thiên đế thế gia như là Hiên Viên gia của ta. Bọn họ sinh sống bên trong đầm lầy Vân Mộng, nơi đó sản vật phong phú, mà sao những khoa phụ này lại đến Ân Khư vậy? Khoa phụ Minh Nguyệt, mau giao gốc Long Vương Thảo vạn năm kia ra đây, nếu không đám khoa phụ các ngươi tất cả đều phải chết dưới bổng của ta kìa. Viên Thiên Công yêu khí ngút trời, cười ha hả mà nói, khoa phụ Minh Nguyệt cũng đến đây sao? Chẳng lẽ là tới tìm linh dược ư? Diệp Phúc còn nhớ rõ cái cô nương này, khoa phụ Minh Nguyệt chính là đại vu y của khoa phụ tộc, rất giỏi chữa bệnh. Từng khi hai mắt của Diệp Phúc cần mù, vì cô nương này còn dụ hoặc hắn đổi hai cái long nhãn. Nhưng y thuật của khoa phụ Minh Nguyệt quả thật rất cao, dù trọng thương như thế nào, tới tay của nàng rồi cũng sẽ khỏi rất nhanh. Lúc này đây, cao thủ khoa phụ đã thi triển ra khoa phụ chân thân, đồng thủ với Viên Thiên Công. Tuy nhiên tu vi của hắn kém xa Viên Thiên Công, đã tu luyện đến thần nhục hợp nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể thua.
mấy người khác đều là người quen của Diệp Phúc. Đúng là đám người Khoa Phụ Mão, Khoa Phụ Sơn khẩn trương xem cuộc chiến giữa hai người kia. Chúng ta đi xuống thôi. Diệp Phúc trầm giọng nói, tản đi kim quang hộ thể, hạ thẳng xuống. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang hai người giống như hai đồng tử, một trái một phải, đi theo bên người của hắn. Diệp Phúc, Diệp Thiếu Bảo. Viên Thiên Công thấy Diệp Phúc hạ xuống, vội vàng bước lui tên cao thủ Khoa Phụ tộc kia, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Phúc mỉm cười nói, Viên Thiên Công, ngươi vào Ân Khư đã hơn một tháng, hẳn là chiếm được không ít thứ tốt rồi phải không? À, được bao nhiêu bảo bối vậy, lấy ra cho chúng ta xem nào. Tống Cao Đức hai tay ôm vai, cười ha hả nói. Hiên Viên Quang cũng cười với vẻ xấu xa mà nói, lão viên này, nhanh mang ra đây đi, Quang đại thiếu gia sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắn nói ra lời này, chỉ thấy không khí có chút quỷ dị, chỉ thấy Diệp Phúc và Tống Cao Đức dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn hắn, không khỏi có chút chột dạ, thấp giọng mà nói, Diệp huynh, Tống huynh, ta nói sai gì rồi sao? À không có, ngươi nói rất tốt. Diệp Phúc vỗ thật mạnh lên bờ vai của hắn mà cười nói. Viên Thiên Công mây trắng rung rung, đột nhiên vân thân dựng lên, vẫy kim bổng nện mạnh xuống. Diệp Thiếu Báo, quả nhiên là ngươi, thật đáng giận. Lúc trước ở ngoài Ân Khư không nhận ra diện mạo thật của ngươi, nếu không có 10 ngươi cũng phải chết kìa. Con bạo viên lông trắng này lực lớn vô cùng, nguyên thần và thân thể của hắn kết hợp chặt chẽ, thần và thịt hợp nhất, chính là cảnh giới tam thần cảnh hợp thể kỳ, lực đạo so với vừa rồi còn cương mãnh hơn. Dầm, không gian dường như bị hắn đánh vỡ. Vì cao thủ Khoa Phụ tộc vừa giao thủ với hắn thấy vậy, sắc mặt cãi biến, vội vung phủ tăng trượng đón nhận. Lại vào lúc này, chỉ thấy thuyền buồm dưới chân ngọc lâu của Diệp Phúc đột nhiên rơi vào trong tay, đón gió rung lên, chỉ thấy cánh buồm căng ra bay phất phới, cột buồm giống như kính thiên trụ gào thét đón nhận kim bổng của Viên Thiên Công. Không xong, tiểu tử này lại định đối chọi với Viên Thiên Công. Tên cao thủ Khoa Phụ tộc kia không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Diệp Phúc vung cột buồm mà nghênh kim bổng. Hắn giao thủ với Viên Thiên Công lâu như vậy, biết rõ chỗ lợi hại của con vượn già này. Thần thịt hợp nhất, thân thể nguyên thần chặt chẽ như một, sức mạnh to lớn, thậm chí còn trên cả hắn, chính là đại vu hợp thể kỳ. Hắn có thể nhìn ra được, tu vi của Diệp Phúc chỉ mới là tam thai cảnh, nguyên thai kỳ, căn bản không thể nào là đối thủ của một gã đại vu hợp thể kỳ, thậm chí thoáng va chạm sẽ bị kim bổng của Viên Thiên Công ép cho tan xương nát thịt. Âm. Thuyền buồm và kim bổng đụng vào nhau, nổ vang một tiếng như sấm, từng trận vang lên. Diệp Phúc cầm thuyền buồm lảo đảo mà lui ra sau, tuy rằng không địch lại sức mạnh của Viên Thiên Công, nhưng không bị đánh thành thịt vụn như việc cao thủ Khoa Phụ tộc kia tưởng tượng. Viên Thiên Công rút kim bổng ra, đón lấy phù tăng trượng bị chấn cho bay lên, mượn dùng sức mạnh của Diệp Phúc và vị cao thủ Khoa Phụ tộc kia, bay ra đằng sau hơn 10 dặm, kêu lên: "Diệp Phúc, Diệp Thiếu Báo, người muốn giữ ta lại cũng không dễ dàng như vậy đâu. Thiên Viên Cân đấu bộ." Con linh vật này liên tục nhào lộn, gào thét rời đi, trong chớp mắt liền trốn mất tăm mất tích. Thực lực của hắn rất cao, muốn đánh thì đánh, muốn đi cứ đi. Lúc trước ở hải ngoại tiên các, thần quang trong mắt đệ nhất thần sát của Diệp Phúc cũng không lưu hắn ta lại được, ngược lại để cho hắn một bổng đánh vỡ hư không, bỏ chạy đi mất. Mặc dù là lúc này thực lực của Diệp Phúc tăng lớn, cũng không nắm chắc có thể lưu lại hắn ta, chỉ có thể để mặc cho hắn chạy đi. Thiếu Báo, đúng là cậu thật rồi. Khoa Phủ Mão vừa mừng vừa sợ, vừa vàng bước đến, cao thấp quan sát Diệp Phúc ba người, rồi cười nói: "Tiểu tử, cũng là cậu lợi hại, đã hơn một năm rồi không gặp, không ngờ cậu lại cùng Khổng Tước và Tiểu Phượng Hoàng sinh hạ hai tên nhóc con, không ngờ đã lớn như vậy rồi." Hắn ta ngồi xổm xuống, một bàn tay chế trụ đầu của Hiên Viên Quang, bàn tay kia chế trụ đầu Tống Cao Đức, âu yếm sờ qua sờ lại, cười ha hả mà nói: "Không ngờ ta đã làm thúc thúc rồi. Thiếu Bảo, đứa nào là Khổng Tước sinh, đứa nào là Tiểu Phượng Hoàng sinh vậy? Ô mà kỳ quái, tiểu tử này sao giống tên khốn kiếp Tống Cao Đức kia vậy?" "Ta chính là Tống Cao Đức đây." Tống Cao Đức trợn mắt nhìn Khoa Phụ Mão, không hài lòng mà nói: "Vì Khoa Phụ huynh này, ta tên là Hiên Viên Quang, là đệ tử của Hiên Viên gia, không phải là do Diệp huynh và công chúa Thiên Yêu Cung sinh ra đâu." Hiên Viên Quang lắp bắp giải thích nói. Diệp Phúc vội vàng giới thiệu một phen. Khoa Phụ Mão thấy mới biết là mình hiểu lầm, cười ha hả mà nói: "Hóa ra là Tống huynh và Hiên Viên huynh, dáng người Tống huynh vốn không cao, nay lại càng thêm nhỏ bé nữa rồi." Tống Cao Đức rơi lệ đầy mặt, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Diệp Phúc. Diệp Phúc an ủi mà nói: "Chờ ngươi tăng thêm vài cảnh giới nữa, thân thể sẽ phục hồi như cũ thôi." "Diệp lão đệ, lấy sức mạnh của cậu, không ngờ lại có thể đối chọi được với tên ma đầu Hiên Viên Thiên Công kia, xem ra thực lực của cậu đã tiến mạnh rồi."
Vị cường giả khoa phụ tộc vừa giao thủ với viên thiên công kia thu hồi khoa phụ chân thân, thân hình khôi phục lại nguyên trạng, vẫn cao hơn Diệp Húc mấy lần, thanh âm ầm ầm inh inh. Hắn cười nói: "À, đây là nhị ca của ta, khoa phụ Man." Khoa phụ Mão giới thiệu: "Nhị ca đã tu luyện đến Dương Thần Kỳ đỉnh phong rồi, lần này dẫn dắt chúng ta chuyên bảo vệ Minh Nguyệt Tế tiến vào ân khư tìm kiếm linh căn, luyện chế đan dược. Không ngờ chúng ta hái được một gốc Long Vương Thảo, liền gặp được tên đại yêu viên thiên công kia đến đoạt kìa." Diệp Húc nhìn về phía khoa phụ Man, trong lòng thất kinh. Thực lực của viên thiên công cực kỳ hùng mạnh, chính là cao thủ tam thần cảnh hợp thể kỳ. Khoa phụ Man lại có thể lấy tu vi Dương Thần Kỳ đối chọi với viên thiên công, thực lực quả thật là hùng mạnh đến cực điểm. Nên biết rằng bản thân Diệp Húc dù ở trên sức mạnh cũng không kém viên thiên công là bao, nhưng trên tu vi lại không sánh được với tên yêu vương Kiềm Hải này. Viên thiên công chỉ sợ mỗi thần quang trong mắt đệ nhất thần sát của Diệp Húc, cho nên mới không chiến mà chạy. Cũng không phải là do Diệp Húc thật sự có được bản lĩnh có thể chống lại với hắn. Nếu như không dùng đệ nhất thần sát, Diệp Húc rất khó có thể chống lại được mấy hiệp trong tay con linh vật này. Mà không ngờ khoa phụ Man lại có thể liều mạng với viên thiên công bảo vệ đám người khoa phụ Mão, khoa phụ Minh Nguyệt, thực lực mạnh không thể tưởng tượng được. Hơn nữa khoa phụ Man tuổi không lớn, thành tựu tương lai chắc chắn là vô hạn, chính là tuyệt thế thiên tài của bộ tộc khoa phụ. Thiếu bảo xin kính chào Man nhị ca. Diệp Húc không dám chậm trễ, chắp tay cười nói với khoa phụ Man: Diệp lão đệ đừng xa lạ như vậy, gọi ta là Aman là được rồi. Khoa phụ Man có vẻ rất thật thà chất phác, cười ha ha nói: Những khoa phụ đó thực sự rất thẳng tính, một gã khoa phụ trong đó coi người là bằng hữu thì những khoa phụ khác cũng sẽ coi ngươi là bằng hữu cả. Diệp Phúc nhanh chóng liền quen thuộc với đám người khoa phụ Man, vừa nói vừa cười: Cái kia là cái gì vậy? Khoa phụ Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm mà nói. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi bọn họ tới một đám mây đen đông nghịt, thi binh đang gào thét kéo tới. Không xong rồi, chúng ta tốt nhất nên chạy nhanh lên phía trước đi. Ta ở trong ân khư đắc tối với một cường địch, nhanh tiến vào trong thương hoang cổ mộ, tránh né kình địch đuổi giết thôi. Diệp Phúc chạy đi trước tiên, trầm giọng mà nói. Vài tên khoa phụ vội vàng đuổi kịp, khoa phụ Man không khỏi biến sắc mặt. Diệp Phúc thậm chí có thể bức viên thiên công phải bỏ chạy. Như vậy, cường địch trong miệng cậu ta tất nhiên sẽ là nhân vật lợi hại hơn viên thiên công rất nhiều. Hắn nghi hoặc nói. Hay là Diệp lão đệ đắc tội với đại vu tam thương cảnh ư? Diệp Phúc lắc đầu, cười khổ nói. Không phải tam tương cảnh, mà là tuyệt thế cao thủ tam bất diệt cảnh kia. Hắn nói sơ qua chuyện đã xảy ra bên trong quân doanh cấm quân đại thương. Mấy vị khoa phụ hít một ngụm khí lạnh. Khoa phụ Man lẩm bẩm nói. 800 tòa binh danh bảo vệ triều ca và cổ mộ đại thương. Những hải cốt trong đó chỉ cần ngửi được một chút nhân khí sẽ lập tức sống lại, đánh chết kẻ địch xung quanh đang xâm phạm. Quân doanh cấm quân đại thương lại càng lợi hại. Nếu như rơi vào trong doanh, cho dù là cường giả tam bất diệt cảnh cũng sẽ mất mạng kìa. Cho nên chúng ta vốn không đi tới những binh doanh này, mà là vòng qua ở quần sơn bên cạnh tìm kiếm linh dược. Khoa phụ Mão bổ sung nói. Khoa phụ Minh Nguyệt thúc giục. Chờ đám quái vật đó đi tới rồi, chúng ta chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ có tiến vào thương hoàng cổ mộ mới coi như là an toàn. Chúng ta nhanh đi thôi. Mấy tên khoa phụ nhảy như bay, vững vàng đi theo phía sau đám người Diệp Húc. Chỉ thấy phía sau bọn họ, đám mây đen kia kéo tới cực nhanh. A tị ma khí bọc đám quân quân đại thương sống lại này. Khí thế long trời lở đất, rõ ràng có ngàn tên đại vu tam thần cảnh, tam tương cảnh, thậm chí trong đó còn có tên tuyệt thế cường giả tam bất diệt cảnh đã sống lại kia. Mọi người tăng tốc độ lên, chạy vội ra phía trước. Sau một lúc lâu, Diệp Húc chỉ thấy phía trước đột nhiên dãy núi dựng đứng, ngẩng đầu mà lên nhìn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu từng đạo long khí huy hoàng rung rung bay qua đầu bọn họ. Những long khí đó dài đến ngàn dặm, rất là đồ sộ. Đến gần nhìn lại thấy vô cùng khổng lồ. Khi chúng bay qua đầu bọn họ, chấn động không khí, phát ra những tiếng vang to, khí thế đến kinh người. Mà chính vào lúc này, chỉ thấy tiếng rồng ngâm không dứt, một con long thuyền cự hạm cực lớn từ xa hốt hoảng lái tới, bỏ chạy tới thương hoàng cổ mộ. Hiển nhiên đoàn người Thái Tử Sơ cũng bị cấm quân đại thương thống lại kia đuổi giết, bị bức cho không thể không trốn vào trong đám núi, nơi mộ địa của thương hoàng. So với đám người Diệp Húc, Thái Tử Sơ khống chế long thuyền cự hạm có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, rất là thích ý. Lại vào lúc này, chỉ thấy một đạo long khí đột nhiên cuốn động, quét về phía chiếc thuyền rồng cực lớn kia. Chỉ nghe một tiếng nổ oành oành vang lên, chiếc cự hạm này bị ép thành bột mịn tại chỗ, hóa thành hư ảo. Chỉ có hơn 10 người và 9 con chân long là trốn thoát khỏi cự hạm, mà mấy trăm tên long vệ trên đó đều đã chết thảm, bị nghiền vỡ nát.
Long khí thật lợi hại. Diệp Phúc không khỏi giật mình kinh hãi. Long vệ trên cự hạm của Thái Tử Sơ không ai là tầm thường cả, đa số đều là cường giả tam thai cảnh, tam dương cảnh, trải qua sát phạt, không ngờ bị long khí quấy một cái liền chết thảm hết. Hơn nữa, chiếc long thuyền cự hạm kia cũng không phải là vũ bảo bình thường, tuyệt đối là một món vũ bảo đỉnh cấp, không ngờ dưới long khí không thể chống đỡ, dù chỉ là một chút đã bị ép cho dập nát. Điện hạ, những long khí đó trấn thủ không trung, chúng ta chỉ có thể tiến vào từ phía dưới. Một lão giả tam thần cảnh của Mộ Dung gia trầm giọng mà nói. Sắc mặt của Thái Tử Sơ trở nên cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng, dẫn mọi người thẳng hàng mà rơi xuống. Chín con chân long kia cũng hóa thành chín lãm bộc, nhắm mắt đi theo phía sau của hắn. Chúng ta cũng tiến vào. Diệp Phúc và đám người Tống Cao Đức liếc nhau. Lúc này kim quang cháo thể cũng đi vào bên trong núi lớn, cách đám người Thái Tử Sơ chỉ có vài dặm. Thái Tử Sơ thấy đoàn người bọn họ cũng theo tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Cái đồ đáng chết, Long Hổ nhị vệ làm ăn như thế nào mà lại để ba tên khốn kiếp này sống đến bây giờ vậy? Điện hạ, mấy người Hiên Viên Quang, Tống Cao Đức hợp lại cùng với khoa phụ tộc, tạm thời không nên ra tay. Triệu La Hưu trầm giọng nói. Hắn quay đầu hung tợn liếc Diệp Phúc một cái. Giữa không trung đột nhiên thỏ xuống một cái móng vuốt lớn đầy lông mượt mà, mò lấy một gã long vệ may mắn sống sót bên cạnh Thái Tử Sơ, sau đó lui về trong không trung. Loại tình huống này đột nhiên xảy ra, ngay cả Thái Tử Sơ cũng không ngờ được, long vệ liền mất đi một gã. Là kẻ nào? Thái Tử Sơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhưng chỉ thấy từng dòng long khí bơi qua bơi lại, không thấy rõ bên trong đó đến tuyệt cùng là có thứ gì. Mọi người cẩn thận, bên trong long khí có thứ gì đó rất kỳ lạ. Diệp Phúc thấy thế vội vàng dừng chân lại, trầm giọng mà nói. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, cũng không thể nhìn ra bên trong long khí có cái gì cổ quái. Chỉ nghe một tiếng đám nhai nuốt từ bên trong long khí chuyển đến. Sau một lúc lâu, đầu của tên long vệ kia từ trên không trung rơi xuống, thân thể bị gặm sạch sẽ. Còn quái vật nào lại có thể nấp ở trong long khí, sinh tồn bên trong dòng khí mãnh liệt này vậy? Sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Vù một tiếng, lại một cái móng vuốt đầy lông mượt mà từ trong dòng khí đó thỏ ra, bắt lấy cổ của Triệu La Hưu rồi lại rụt về. Nghiệt xúc, cho ta một chiêu đô thiên thần sát nào. Thái Tử Sơ phẫn nộ gầm lên, một quyền mà đánh ra, 12 nguyên thần bám vào trên nắm đấm của hắn, đánh thật mạnh lên cái móng vuốt kia. Chỉ thấy con thú đó lông tóc vô lương tiếp tục nhấc Triệu La Hưu lui vào bên trong long khí, biến mất không thấy đâu nữa. Lập tức tiếng nhanh nuốt lại từ bên trong long khí truyền ra bên ngoài, nghe thật là giận người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 86 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 87 sắp tới.